Hello, xin chào mọi người nha. Và chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Đằng sau của mình đó chính là anh Mr. Beat các bạn. Ngay bây giờ các bạn hãy chọn đi, đâu chính là Mr. Beat thực sự trong hai người này. Ok các bạn, chứ mà video này thì các bạn nhớ lại cho video một nút like để ủng hộ cho mình làm những video như thế này nha. Còn những bạn nào tới với kênh của mình thì đừng quên hãy nhớ bấm nút đăng ký phía dưới nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu video, đó chính là đoán hình ảnh của những người nổi tiếng bên trong Roblox nha. Game này thì mình sẽ để phần mô tả, các bạn có bấm vô chơi nhé. Ở bên đây là các bạn sẽ biến hình thành những YouTuber nổi tiếng của Roblox này, nhưng mà mình đã biến hình thành YouTuber đó rồi nha các bạn nha. Rồi giờ đi nào. Đâu chính là Mr. Beat thật sự các bạn ơi. Bên phải đúng không? Không qua đâu, bên trái đây chỉ là anh Jimmy nè các bạn. Let's go, thành công. Tiếp tục người thứ hai, đâu chính là Will Smith, đó chính là ông đầu chọc này rồi các bạn ơi. Đoán sai là sẽ bị giết chết. Mình giỡn thôi, đó chính là cái ông da đen này nè các bạn à. Đây chính là Will Smith, một diễn viên nổi tiếng nha. Rồi đi vô, ok an toàn rồi các bạn. Đâu chính là Keanu Reeves, cái người đóng gọi cái bộ phim là John Wick đó các bạn. Mình rất là hâm mộ cái chú này luôn, cho nên mình chắc chắn sẽ chọn bên phải. Không coi là bên trái nè. Cái chú này là cái râu không có giống như vậy đâu, cái râu nó hơi bạc bạc như vậy nè. Ghê chưa, đúng luôn. Đâu chính là Elon Musk các bạn ơi. Elon Musk nữa, Elon Musk chính là cái ông này không để râu. Ok. Đâu chính là Cristiano Ronaldo. Sui. Chắc chắn là bên trái rồi. Còn lâu ở bên phải nha. Anh của tôi không có đem mắt kiến đâu. Anh của tôi hơi bị đẹp trai đây. Trời ơi, nhìn đẹp trai quá các bạn ơi. Let's go, đúng là Cristiano Ronaldo. Đâu chính là Kylie Jenner. À, chị này là một người mẫu nổi tiếng ở nước Mỹ các bạn, bên phải. Ok rồi, đúng không? Đúng luôn. Đâu chính là Brad Pitt. À, chú Brad Pitt này là chú ở bên trái. Chú này để tóc nha các bạn, không có đầu chọc nha. Ok. Đâu chính là Captain America. Ôi cái này quá dễ luôn á. Chắc chắn là bên tay trái rồi các bạn. Bên đây là nhìn giống như là thanh niên gì ta. Ờ cái gì thanh niên mà có cái tay sắt đó, quên mất tiêu rồi các bạn ơi. À, Chiến binh mùa đông. Rồi vô đây. Đâu chính là Ariana Grande, ca sĩ nổi tiếng hát cái bài gì ta? Cái bài We Can Be Friends. Chị này là sẽ không để mắt kiến đâu. Đây, đúng luôn. Đây. What? Đâu chính là Vin Diesel, đóng bộ phim Fast and Furious, quá nhanh quá nguy hiểm. Ông đóng phim xong bây giờ ông sẽ mập cho coi, cho nên vô đây. Trời ơi các bạn ơi, cái anh này là ảnh sẽ không có bị mập nha. Ảnh là bình thường nhưng mà ảnh vẫn đầu chọc nha các bạn. Oh my god. Đâu chính là Taylor Swift các bạn. Taylor Swift để tóc ngắn và Taylor... Ui thằng này nó chết rồi, vậy là bên đây tóc dài. Let's go. Đâu chính là Conor McGregor. Ai à, cái chú này hình như là chú quýnh boxing nè. Chú đấm tay vỡ mồm luôn á. Ui cái thằng này nó vô nó chết rồi, vậy là bên đây. Đâu chính là Justin Bieber. Ủa hai cái này ai chả là Justin Bieber trời. Để coi thằng này đi đâu đây. Ồ Justin Bieber bây giờ để râu rồi nha các bạn nha. Đi vô. Đâu chính là Angelina Jolie. À cái cô này là vợ của chú Brad Pitt hồi nãy nè. Hình như bên trái á. Thấy chưa. Đâu chính là Leonardo Da Vinci. Leonardo Da Vinci. Bây giờ mày là đứa nào làm game mày viết sai tên của người ta kìa trời. Đi bên trái nha các bạn, nãy có thằng kia đi bên trái, mình đi bên trái luôn. Rồi, đâu chính là The Rock. The Rock là ở bên tay trái, The Rock không có để râu nhiều vậy đâu. Rồi ok. Đâu chính là thần sấm thò. Thần sấm thò bên tay phải, quá dễ. Đâu chính là Ed Sheeran, là cái anh hát nhạc bên nước Anh nè. Anh ở bên phải này, không có để mắt kiến đen đâu. Đâu chính là Emma Watson. Emma Watson là cái chị đóng Harry Potter đúng không? Bên phải các bạn ơi. Ok rồi. Đâu chính là Tom Cruise. Tom Cruise là chú đóng mấy cái phim hành động ghê ghê nè các bạn. Là bên phải luôn. Thấy đây qua phải, mình đi qua phải luôn đi. Đâu chính là Kanye West. Ây vô. Ủa nhìn hai người này giống như chen nhau luôn á các bạn. Ủa à, một ông mà để râu lên trên đây, một ông thì để râu ở dưới. À vậy là thấy tụi nó đi qua đây, mình đi qua đây luôn. Ok thành công rồi.
đâu chính là Gordon Ramsay, là cái ông đầu bếp nổi tiếng thế giới rồi các bạn nha. Ông này là ông không có để râu đâu, ông ở bên đây nè, ông này là ông mở hổm lắm á. Ok. Đâu chính là tổng thống Donald Trump. Quỳ quá, tổng thống Donald Trump mà có để râu nữa, quái chữ cái chữ bên này nha. Đâu chính là LeBron James, một cầu thủ bóng rổ nổi tiếng. Bên trái nha các bạn, ông này ông để cái tóc gì ấy ghê quá, bên đây mới đúng nè các bạn ơi. Ông đồng để tóc gì ghê vậy thiệt hả? Wait, what the hell? Ủa cái tóc này đẹp vậy, sao ảnh lại để cái tóc này vậy? À cái râu các bạn ơi, cái râu. Trời ơi là trời. Đâu là Demi Lovato? Bên trái các bạn, chị này để tóc đen. Ok. Ai chính là Usain Bolt, người chạy nhanh nhất trên thế giới. Hình như bên tay phải anh này không có để râu nha. Ok đúng luôn. Ai chính là Johnny Depp, người đóng bộ phim Thuyền trưởng Jack Sparrow? À chú này là để tóc đen ở bên phải. Ok. Wait what, để tóc vàng hả? Wait, dụng tóc như ca sĩ Hàn Quốc luôn hả trời? What the hell? Oh my god. Oh my god. Ôi ông nào đây, anh da đen Floyd Mayweather. Ok anh da đen này thấy có vẻ như ở bên phải, thấy chuẩn. Ủa bên phải sai rồi các bạn ơi, ảnh cười ảnh cười. Tiếp tục, đâu chính là nữ vận động viên đánh tennis giỏi nhất thế giới Serena Williams? Ôi bên phải nha, thằng kia đi vô bên trái, nó chết mình đi qua bên phải. Bruh, tôi không muốn chơi map này. Bruh, no bruh, đi xét đi được không vậy? No bruh, wait what? Leo Messi là phải để tóc vàng giống Hàn Quốc vậy nè. Đúng rồi, tôi thà hy sinh còn hơn tôi đi đúng cái map này các bạn à. Cây thật sự. Ồ tự qua luôn ấy, mình không hề chọn đúng nha, game nó ép mình nha. Đâu chính là Kim Kardashian? Tóc gì, tóc đen đúng không? Ok. Đâu chính là Michael Jordan? Ủa Michael Jordan không phải để râu nha các bạn nha. Let's go. Đâu chính là Neymar? Đâu chính là Orphan Winfrey? Cô này là ai vậy? Nhưng mà có mấy này nó chỉ cho mình đi nè các bạn. Cảm ơn nha, tôi không biết này là ai luôn á. Oh my god. Wow. Đâu chính là Lady Gaga? Lady Gaga bên phải nè các bạn ơi, Lady Gaga. Ok, đâu chính là anh Chris Pratt, chính là người đóng người kiến? À bên trái nha các bạn. Ok anh này anh có để lâu nha. Rồi đâu chính là Nicki Minaj? Bên phải nha các bạn, chị này không cười, chị này nghiêm. Đâu chính là người nhện Tom Holland? Ôi mà tính là hai tấm hình này giống y chang nhau luôn á các bạn, không có khác gì luôn á. Tính không khác gì luôn á. Có một tấm không cười, tấm cười thôi. Đi bên trái thì tụi nó đi bên trái, mình đi bên trái theo luôn. Đâu chính là Gadot? Hình như chị này đóng phim Wonder Woman nha các bạn nha. Rồi chị này khá là xinh đẹp các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ đi qua bên trái luôn. Hàng kia nó chỉ mình. Đâu chính là Miley Cyrus? Cái bà là Waking On. Ê mà tính là hai này giống như chang nhau luôn á trời. Một cái là người là cái môi hơi dày, một người là bình thường. Rồi đi vô đây, thằng này nó chỉ mình đi luôn nè. Đâu chính là Harry Styles, người trong nhóm One Direction? Đây là cái mặt qua nấy nè. Ok, và chúng ta leo lên đây nha các bạn nha. Bảy sắc cầu vồng. Chúng ta đã giành chiến thắng rồi, được cái gì không vậy? Wait, what? Có được cái gì không vậy? No, bro. Chúng ta... What the heck, bro? Tại sao mình lại được cái tóc này? Hãy cho tôi cái khuôn mặt cái con này đi. Nice. Mình có thể thay đổi bất kỳ mọi thứ mình muốn các bạn. Cái này là tốc độ nha. Từ chậm mới là chậm nè. Slow motion. Cho đến là siêu nhanh. Nhanh lên một chút. Nhanh lên một chút nữa. Vậy là khi mà chúng ta vô đây là chúng ta đã win rồi các bạn. Giờ mình chỉ có phát... mình có đồ của Mr. Beast nè. Nè bra, lại tốn Robux nữa, tiền đâu mà mua Robux đây.
Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau để xem coi mình sẽ ơi mình mình không muốn vô cái slow motion này. Cái thực sự thả ra coi. Ồ nó có một cái gì đây nè các bạn ơi, một cái thử thách bắt cua để mình qua bên đó nha. Bây giờ mình muốn mình muốn ngừng cái slow motion này của mình lại quá. Làm ơn hãy ngừng cái slow motion này của tôi lại đi. Ok được rồi các bạn ơi, ngừng này. Bây giờ mình thường rồi nè, bây giờ mình sẽ vô bắt cua nha. Ôi, đơn giản vậy thôi, mấy đứa này nó làm được, bạn yếu gì chạy. Đấy không, đơn giản không, trời ơi. Có vậy thôi mà nó sợ dưới rồi đây. Ủa cái này là cái gì đây? Cái này là một cái hồ nước nóng nha các bạn nha. Ê, vậy là ngày hôm nay mình đã hoàn thành thử thách rồi các bạn. Ủa cái gì vậy? Phoenix. Không, cái này đây. Rebirth. Rebirth là chết từ đầu hả? Ôi trời ơi. Mấy cái... cái này quá đơn giản luôn các bạn. Ngay bây giờ các bạn hãy vô game này mà chết. Ủa nhưng mà nãy giờ các bạn coi, các bạn cũng biết là game mình nó như thế nào rồi đúng không? Đơn giản như đang giỡn luôn á chứ. Bây giờ mình sẽ đi một mạch luôn nha. Mình không thèm gọi là phán đoán nhỡ, mình cứ đi một mạch thẳng luôn. Thì bây giờ mình đã nhớ hết rồi các bạn nha nè. Mình sẽ speed lên cho anh em xem. Đây bên phải nha các bạn. Đó, làm lại một lần nữa cho các bạn coi cho dễ nha. Chú này để tóc nha các bạn nha. Làm ơn kiếm ra những game nào khó hơn giùm tôi đi. Mấy cái game mình nó quá là đơn giản. Ariana Grande qua bên đây. Tầng 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 tầng. Ôi trời ơi cái ông này. Ông này ông mập muốn còn đầu chọc nữa các bạn. Đây Taylor Swift tóc dài nha các bạn nha. Connor chú này là để râu ngắn ngắn thôi. Justin Bieber để râu nhẹ nhẹ. Này Justin Bieber bùng nổ vậy. Ariana ok vô đây. Chú này ở bên đây luôn. Trời ơi chú này có để tóc dài đâu. Ô đơ róc vô đây. Đây thần sấm thoa. Sao không có mình trong đây trời. What the hell? Quá dễ đoán các bạn. Emma Watson. Ờ bên đây hình như chị này phải không? Đúng rồi, Tom Cruise. Này chú này không đem mắt kiến. Rồi Kanye West. Ở bên đây đúng không vậy? Đúng luôn, Gordon Ramsay. Này, ông này không để đâu nha. Donald Trump. Đơn giản hay không? Mình chơi mà mình phán đoán nhẹ là được luôn. LeBron. Demi Lovato. Đó chị này để tóc đen. Usabon. Ông này là chạy nhanh nhất thế giới nha các bạn. Johnny Depp. Johnny Depp này để tóc nhuộm màu mới chết chứ. Rồi anh này là anh da đen cười cười nha các bạn nha. Nhớ da đen cười cười nha. Rồi chị này là không cười nữa nha. Hồi nãy là anh da đen cười nhưng chị này chị hết cười rồi. No. Mình sẽ không chơi bắp này. Cảm ơn các bạn rất là nhiều đã xem video này của mình nha các bạn nha. Nếu bạn thích video này nhớ lại cho video một nút like nha. Không nhìn thanh đi ngay. Nếu như bạn thích video thì đừng quên hãy nhớ bấm nút đăng ký kênh ủng hộ cho mình nha. Hẹn gặp lại các bạn ở video ngày mai. Còn bây giờ thì mình bye bye. See you. Bye bye.